Hello, xin chào các bạn, tên Vũ Nguyễn nha. Hôm nay sẽ trả lời cái hàng xe máy Phương Nam cập nhật những cái dòng xe máy đã qua sử dụng nè. Hôm nay xe về cũng rất là nhiều luôn. Giờ sẽ vô trong để gặp anh Chiến nha. Đầu tiên em chào anh nha. Dạ, em xin chào chị và tất cả các bạn anh chị gần xa nha. Thì tiếp tục hôm nay cửa hàng xe máy Phương Nam em sẽ tiếp tục giới thiệu tới cho tất cả các bạn anh chị về các dòng xe tại cửa hàng em nha. Đó. Và cửa hàng em vẫn hỗ trợ cho tất cả các bạn anh chị là trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng nha các bạn chị. Và ship xe toàn quốc cho các bạn anh chị luôn nha. Dạ, địa chỉ cửa hàng của mình là nằm ở địa chỉ nha. Dạ, địa chỉ cửa hàng em là số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn anh chị. Dạ, không biết hôm nay anh muốn cập nhật cái dòng xe nào trước đây nha? Cập nhật cái dòng như là Sirius với Fulter, Wayblock rồi cho các bạn anh chị tham khảo trước nha. Dạ, đầu tiên này là mình có con Sirius, có vô cặp bánh con Sirius này là dàn áo nó liền lạc nha các bạn chị, dàn áo nguyên zin liền lạc màu cam đen ha. Máy móc thì em bao sạch sẽ, khô ráo không xì nhớt nè. Máy móc thì chạy em mạnh giọt cho các bạn anh chị luôn. Đó, mà cửa hàng hôm nay giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 9 cũ thôi. Dạ. 9 triệu ha. 9 triệu đó. Thì con này nó là mang biển số là 92 nha các bạn anh chị nha. Dạ, Quảng Nam. Còn bên đây mình có một con Fiat 1 nè anh. Rồi, ở đây thì em có một cặp luôn các bạn chị. Một con là màu đỏ đen và một con màu xanh nha. Đó. Xe thì dàn áo liền lạc nha, không bể bở. Đó, có trầy xước nhẹ thôi 5 tháng thôi các bạn anh chị ơi. Đó, nhưng mà cái chất xe của nó là máy móc nè. Bao em chạy mạnh giọt và sạch sẽ khô ráo nha các bạn chị, không có bị xì nhớt nhau ha. Vỏ dạ. Trước, vỏ sau đều rất là ok nè các bạn chị thấy không? Cặp vỏ nó còn rất là ok luôn các bạn chị. Đó. Rồi, con màu xanh này thì cửa hàng đang giảm cho các bạn chị là còn 14 triệu nha. Đó, mang biển số Hà Nội nha. Rồi con màu đỏ đen này thì cửa hàng đang giảm cho các bạn chị là 13 triệu nha. Dạ, đó, mang biển số là 93 nha các bạn chị nha. Dạ, Bình Phước. Còn bên đây mình có một con Wayblock cam đĩa nè. Wayblock đó là dàn áo thì vẫn liền lạc nha các bạn chị. Máy móc thì em bao em cho các bạn chị luôn, chức năng thì đầy đủ ha. Biển số của nó là 65 Cần Thơ. Đó, máy móc thì sạch sẽ khô ráo, chạy em mạnh giọt. Đó, chức năng thì đầy đủ luôn. Con này cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 10 triệu thôi nhá. Dạ, 10 triệu đồng cam đĩa nha. Đây là Novo 6 anh. Vâng, đây là Novo 6 các bạn chị. Đó, qua bao nhiêu năm tháng rồi nhưng mà cái chất xe nó vẫn còn khá là đẹp luôn các bạn chị ơi. Đó, máy móc thì khỏi che luôn, nó rất là êm ha. Dàn áo thì khỏi, còn nước sơn, nước xi cũng còn khá là đẹp. Rồi con này cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 12 triệu nha. 12 triệu đồng, vỏ trước còn rất là dày. Bên đây mình có một con Novo 5 rồi, anh. Novo 5, Novo 5 thì máy móc là cũng bao êm cho các bạn anh chị nè. Đó, chức năng đầy đủ ha. Đó, qua bao nhiêu năm tháng thì dàn áo này nó cũng hơi xuống một tí thôi nhưng mà vẫn còn khá là được nha cho anh chị nha, chứ không đến nỗi tệ nhá. Con này về các bạn chị chạy đi làm hoặc là đi chở đồ là cũng rất ok. Đó, FE cũng sang điện tử nha các bạn chị. Dạ. Đó, con này các bạn chị chốt nhanh nên giảm cho các bạn chị là còn 6 triệu rưỡi thôi. 6 triệu rưỡi, Novo 5, màu đỏ đen. Giờ bên đây mình có một con bò rồ nè anh. Hãng xe của Pháp luôn. Rồi, thương này là thương hiệu của Pháp nè các bạn chị ơi. Đó. Xe này vẫn là FE phun xăng điện tử cho các bạn chị nha. Đó, 125 phân khối. Dạ, áo sống rồi màu sơn, màu xi được còn rất là đẹp luôn các bạn chị. Đó. Con này là biển số ở Bình Thuận nha, 86. Con này cửa hàng hôm trước thì giảm cho các bạn chị là còn 35 triệu, hôm nay giảm thêm cho các bạn chị 2 triệu nữa ha, là còn có 33 triệu thôi. 33 triệu đồng. Nó thì cửa hàng em vẫn có giảm thêm một các dòng xe thêm một cho các bạn chị nữa nha. Dạ. Đây mình có một con này là Mio nè các bạn chị. Đó, dàn áo thì em mới sơn lại ha, để được bụi bặm nó bám thôi. Đó, dàn áo mới sơn lại, máy móc thì bao em cho các bạn chị nha. Đó, mini nhỏ gọn ha, dễ điều hành, dễ điều khiển, chạy rất là êm luôn các bạn chị ơi. Đó, con này thì cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 6 triệu nha. Dạ, 6 triệu đồng. Bên đây mình có một con AB như sang cơ không anh? AB này đời 2007 các bạn chị. Đó, xài bình xăng cơ ha, máy móc thì bao em chức năng thì được đầy đủ luôn. Qua bao nhiêu năm tháng thì dàn áo nó cũng hơi xuống một tí xíu thôi nhưng mà vẫn còn rất là ok nha các bạn chị nha. Đó, cũng có trầy xước thôi đôi đường nhưng mà dàn áo vẫn còn ok ha. Đó, thì con này cũng đang giảm cho các bạn anh chị luôn là còn 7 triệu nha các bạn chị. Dạ, 7 triệu đồng. Bên đây mình có con Hayate nè. Rồi, Hayate SS. Con này nó là 125 phân khối, xài bình xăng cơ nha các bạn chị. Đó, Hayate SS, con này máy móc cực kỳ là bền luôn. Cái dòng su máy bền lắm các bạn chị ơi. Áo sống thì liền lạc ha, chức năng đầy đủ luôn. Cặp vỏ thì vẫn còn ok nha các bạn chị. Rồi, con này cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị luôn là còn 8 triệu nha. Dạ, 8 triệu đồng, Hayate. Bên này mình có một con Ly nè. Rồi, tiếp theo là Ly.
Ly này là đời 2012 nè các bạn chị. Đó, ly đời 2012. Con này thì qua bao nhiêu năm tháng thì dàn áo nó cũng có trầy xước nhẹ theo đôi năm tháng nha các bạn chị nhá. Đó, nhưng mà dàn áo vẫn liền lạc nha, không bể vỡ. Đó, dàn áo liền lạc, có trầy xước nhẹ thôi, nhưng mà máy móc cực kỳ là bền nha anh chị. Con này là ly 110. Đó, thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 9 cũ nhá, 9 triệu thôi. Dạ, 9 triệu đồng. Rồi, con bên này đã có khách cọc rồi nha các bạn chị. Dạ, nhưng mà cho qua nha. Xuống đây mình có 4 con chiếc sáp. Ở trong em có các dòng như sáp nè, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Giá nào cũng có cho các bạn anh chị nha. Dạ. Rồi con sáp màu trắng này thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 9 triệu thôi. 9 triệu đồng. Con máy này... móc là bao êm cho các bạn chị nha. Chạy mạnh giọt luôn. Đó, chức năng đầy đủ. Còn rất là dày luôn nha. Đó, các bạn anh chị xem video thì các bạn chị trong quá trình quay thì quay nhiều khi không gõ được con xe. Em chỉ báo giá, các bạn chị muốn gõ về con xe mà các bạn chị đã thích á thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cửa hàng giùm em nha. Yeah. Đó, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể con xe cho các bạn chị tham khảo kỹ hơn nha. Còn qua đây mình có con Kimco không anh? Dạ, con này là Kimco 125 phân khối màu đỏ nè các bạn chị. Con này để cho anh chị là 4 triệu thôi. 4 triệu đồng. Đó, chỉ có 4 triệu thôi nha. Máy móc thì bao em cho các bạn chị nè. Rồi qua đây là có 3 chiếc sáp màu đen. 3 chiếc sáp màu đen bóng. Đó, 3 chiếc này là màu đen bóng hết nha các bạn chị nha. Con này thì em để cho các bạn chị là 10 triệu nha. Dạ, 10 triệu. Đó, 10 triệu. Và con này để cho các bạn chị là 8 triệu. Con này thì 7 triệu nha các bạn chị nha. Dạ. 3 con này máy móc đều êm như nhau hết các bạn chị. Và dàn áo liền lạc. À, nước sơn thì cũng có trầy nhẹ theo năm tháng, chức năng đầy đủ cho các bạn chị luôn. Máy móc thì sạch sẽ, khô ráo, không xì nhớt nha các bạn chị nhé. Dạ. Này mình có một con... Rồi kế bên thì em có, dưới đây thì có, em có một con rờ beo mới về nè các bạn chị. Đi xuống, beo CB, con này là hai máy ha, hai máy ra một bô. Đó, các bạn chị nào đã từng chơi mô tô rồi thì các bạn chị cũng biết cái dòng này thì cái tiếng bô nó nổ rất là hay các bạn chị. Đó, tiếng bô nổ nó hú nó rất là hay luôn. Đó. Con này giá rồi, con này thì cửa hàng cũng đang để cho các bạn chị về trải nghiệm luôn là 13 triệu nha. Dạ, 13 triệu đồng cho một chiếc mô tô. Biển số nó Sóc Trăng này. Đó, 83 Sóc Trăng nha các bạn chị. Rồi, ở đây thì em có con sáp màu đỏ nè. Con này thì em đang tháo ra để em thay bóng đèn vô. Đó. Rồi, sáp màu đỏ này để cho các bạn chị là 7 triệu thôi nhé. Dạ, 7 triệu đồng. Còn máy móc là cũng bao em cho các bạn chị luôn nha. Còn đây mình có con Novo 6 rồi, anh. Kế bên là con Novo 6. Nô 6 này là áo sống liên lạc nguyên zin. Đó, chức năng đầy đủ. Có gắn thêm một số ốp đồ inox cho các bạn anh chị luôn. Đó, các bạn chị nào đã theo dõi cửa hàng em á thì biết con này lúc trước em đã giảm nó xuống cho các bạn chị là còn 12 triệu, hôm nay giảm thêm 1 triệu cho các bạn anh chị nữa là chỉ còn có 11 triệu cho con Nô 6 này. Yeah. Máy móc là bao êm cho các bạn chị nha. Con này rất là cực kỳ là êm luôn nha các bạn chị. Rồi 1 triệu đồng. Rồi, kế bên là dòng Yamaha Chinese nè các bạn anh chị ơi. Đó, con này màu đỏ mặn ha. Đó, màu rất là đẹp luôn. Máy móc thì khỏi chê, chức năng thì đầy đủ nha các bạn chị. Đó, con này thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn anh chị là còn có 13 triệu thôi. 13 triệu đồng. Cửa hàng em thì cũng mới giảm hôm qua thôi các bạn chị. Đó, lúc trước nó là 14 triệu ha. Dạ. Còn bên đây là con rồi cái bên cái dòng em. Này là của thằng của SYM nè các bạn chị. Cái tên nó gì là em không có kêu nó được. Đó, nhưng mà nó là 125 phân khối xài bình xăng cơ. Máy móc làm bao em cho các bạn chị nè, chạy mạnh giọt, giọt trước giọt sau còn rất là ok luôn các bạn chị ơi. Đó, màu sơn màu xi áo sống liền lạc ha. Con này để các bạn chị là 6 triệu thôi. Dạ, 6 triệu đồng. Cái bên là rồi, cái 4. Bên là dòng Novo 4 nè các bạn chị. Đó, Novo 4 này máy móc bao em chạy mạnh giọt, chức năng đầy đủ, áo sống liền lạc ha, có trầy xước nhẹ theo năm tháng. Đó, em để cho các bạn chị là 6 triệu ha. Dạ. Mấy dòng Novo 4 này bây giờ các bạn chị ra thị trường giá nào cũng có chị, 3 triệu 4 triệu giá nào cũng có hết ha. Nhưng mà mấy cái dòng đó thì các bạn chị về chạy tầm vài ba bữa thì các bạn chị sửa lại cũng vô đó thôi. Đó, dạ. Nhưng mà 6 triệu thì có thể là cao hơn thì các bạn chị về chị chất lượng về chỉ có việc chạy thôi nha các bạn chị. Dạ. Rồi xuống này mình có con Honda Master nè. Có cái dòng Master nè, Win Indo nè. Đó, và Boss City nữa nè các bạn chị. Đầu tiên là mình có con Honda Master. Rồi Honda Master này máy móc là em bao khô ráo sạch sẽ ha. Máy móc chạy em mạnh giọt, chức năng đầy đủ. Bao nhiêu năm tháng thì nước sơn cũng còn tạm ổn nha các bạn chị nha. Đó, nhưng mà cái nước xi cũng vẫn còn sáng bóng. Máy móc là bao em cho các bạn chị luôn nè. Đó.
đẹp lắm các bạn chị. Đó, đang nổ máy luôn, máy rất là êm nha các bạn chị nha. Một Master 125 phân khối, đó, Honda luôn nha các bạn chị. Dạ. Con này cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 16 triệu nha. Rồi 16 triệu đồng cho chiếc Honda Master. Còn đây mình có một con Win. Ở đây em có con Win màu đỏ, Win Indo nha các bạn chị nha. Dạ. Đó, Win Indo của Honda luôn. Đó, máy móc thì em bao em nè. Đó. Nước sơn, nước xi cũng khá là đẹp luôn các bạn chị. Xe này người ta cũng có dọn sơ sơ qua nha. Đó. Win Indo thì con này giá thì cũng đang giảm cho các bạn chị là còn 12 triệu nha. 12 triệu đồng. Chỉ có 12 triệu là các bạn sở hữu ngay được một em Win Indo nha. Dạ. Còn bên trong là có con Boss City. Rồi. À. Cái dòng này là Boss City nè các bạn chị. Đó, kiểu dáng thể thao, KBR hệ thống 6 số và có cái nước làm mát nha các bạn chị nha. Đó, cái kiểu dáng này các bạn chị về đi đường trường đường xa rồi có cái nước rồi nó làm mát máy, đi cũng thoải mái nha các bạn chị. Máy móc là bao êm cho các bạn chị nha. Đó, đầy đủ chức năng hết, áo sống rồi vẫn là liền đạt nha các bạn chị nha. Thì con này cửa hàng cũng đang để giảm cho các bạn chị về trải nghiệm là còn 13 triệu nha. 13 triệu đồng. Còn bên trong mình có một con Yamaha 125 anh. Dạ, còn bên trong là con Yamaha 125, xe màu đen bóng. Xe này vỏ sau, vỏ trước đều ngon hết các bạn chị. Máy móc thì em bao em cho các bạn chị nha. Chức năng thì đầy đủ luôn. Đó. Về trải nghiệm, con này thì để các bạn chị là còn có 13 cũ luôn các bạn chị ơi. Rồi, 13 triệu đồng, mình số Vĩnh Phúc nha, 88. Đó, chỉ có 13 triệu thôi các bạn chị. Còn như đây mình có con Novo 6 nè. Dạ, Novo 6 đó xe nhà anh chạy không có bán anh chị ạ. Thì còn bên đây nè. Rồi, con GZ 150 phân khối FP phun xăng điện tử nha các bạn chị. Đó. Thì con này cũng đang giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 30 mấy cũ thôi. Đó, xe thì em đang dựng trong đây. Để mà nói chung là bảo hành lại các bạn chị. Dạ. Các bạn chị ơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua cửa hàng giùm em nhé. Rồi, giờ mình lên phía trên bên đây nha. Ở bên đây thì em lại có cái dòng như là Su nè các bạn chị. Đó, rồi dòng Sáp nè, rồi Nô 6. Rồi, con Sáp màu nâu rồi. Màu này nâu này em đang giảm cho các bạn chị là hôm nay là còn có 9 triệu nha các bạn chị nha. Dạ, áo sống liền lạc nguyên zin. Màu sơn màu xi cũng còn khá là đẹp nha. Có chạy suốt nhẹ thêm 5 tháng thôi nha các bạn chị nha. Đó, máy móc thì chất lượng luôn, khỏi còn phải bàn chê gì cũng máy về cái phần máy nha các bạn chị. Dạ. Đó, thì còn có 9 triệu thôi. Còn đây là Novo 5. Rồi, tiếp theo Novo 5. Novo 5 này áo sống liền lạc nguyên zin nè các bạn chị. Nước sơn nước xi thì cũng có chạy nhẹ thêm 5 tháng. Nhưng mà vẫn còn rất là đẹp luôn nha các bạn chị nha. Đó, xe qua sử dụng mà làm sao mà tránh khỏi được. Đó, thì con này cũng đang giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 8 triệu thôi. 8 triệu đồng. Đó, máy móc là bao em chạy mạnh giọt cho các bạn chị nha. Con này biển số Bình Dương luôn nha. Còn đây con Sáp. Rồi, à, tiếp theo là con Sáp. Sáp này là FP phun xăng điện tử nè các bạn anh chị. Đó. FP phun xăng điện tử nha. Máy móc thì bao em chạy mạnh giọt nè, chức năng đầy đủ cho các bạn anh chị luôn. Đó, Sáp này thì cửa hàng đang giảm cho các bạn chị là còn 13 triệu nha. Dạ, 13 triệu. Đó, các bạn chị nào đã xem live em thì các bạn chị cũng biết mấy dòng xe nữa trước là phải 14, 12 triệu không. Đó. Như con Epicuro này, lúc trước là giảm cho các bạn chị là còn 12 triệu. Nhưng hôm nay giảm thêm 2 triệu nữa cho các bạn anh chị là chỉ còn có 10 triệu thôi. Mấy dòng Epicuro này ra thị trường cái giá nào cũng có hết nha các bạn chị nha. Đó, nhưng mà cái chất lượng xe thôi các bạn chị. Đó, xe này bao nhiêu năm tháng nhưng mà cái chất lượng xe nó còn rất là ok nha. Dạ. Máy móc thì bao em chạy mạnh giọt, có cái nước làm mát cho các bạn chị luôn. Cửa hàng bao cho mình là bao soi cái nước ha. Đó, xe này em đã đi lấy dùng về đi một lần rồi, chạy rất là sướng luôn các bạn chị. Rồi, con này thì cửa hàng hôm nay giảm cho các bạn chị thêm 2 triệu nữa là chỉ còn có 10 triệu thôi nha các bạn chị. Dạ, biển số Bình Dương. Còn đây là con Inblut anh. Rồi, quay Su Inblut. Xe này là đã FE phun xăng điện tử nha các bạn chị nha. Đó, máy móc thì khô ráo, sạch sẽ, bao zin cho các bạn chị luôn nè. Áo sống liền lạc ha, có chạy suốt nhẹ thêm 5 tháng thôi nè các bạn chị thấy không. Đó, bao nhiêu năm tháng thì cũng có chạy suốt để làm sao mà tránh khỏi cho dù kỹ cỡ nào. Đó, em vẫn để cái chất xe như vậy bán cho các bạn chị luôn. Đó, để các bạn chị nhìn thấy thực tế con xe. Đó, thì hôm nay cửa hàng giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 11 triệu thôi nha các bạn chị nha. Rồi, 11 triệu đồng, Inblut. Lên phía trên này mình có một con Novo 6 kế tiếp. Rồi, kế bên là dòng Novo 6 nè các bạn chị. Đó, xe này là máy móc bao em, biển số là 64 Vĩnh Long nha các bạn chị. Đó, áo sống thì liền lạc nè, nguyên zin. Có vô một số ốp rồi nóc cho các bạn chị luôn. Đó, xe là máy chạy êm mạnh giọt, chức năng đầy đủ. Con này thì cái vỏ nó cũng còn khá rất là ok nha các bạn chị nha. Đó, gai gớp rồi vẫn còn dày. Rồi, con này thì cũng đang giảm cho các bạn anh chị luôn là còn 11 triệu nha các bạn chị nha. Dạ, 11 triệu đồng.
Kế bên đây là có Attila, này là Attila FP đã FP rồi nha các bạn chị. Trên này thì cái lớp keo áo vẫn còn nha các bạn chị nha. À, cái lớp keo áo mà các bạn chị về không thích lột ra thì nước sơn vẫn còn mới cho các bạn chị luôn nha. Đó. FP phun xăng điện tử, máy móc thì bao em cho các bạn chị luôn, chức năng đầy đủ. Đó, chỉ có 6 triệu thôi đồng thôi các bạn chị, biển số Bình Dương nè. Cái bên cũng là Novo 6 luôn. Rồi, Novo 6 biển số thành phố này các bạn chị ơi. 5932. Đó, con này là máy móc là em bao em, chức năng đầy đủ luôn cho các bạn chị nè. Xe này cũng còn rất là đẹp luôn nè các bạn chị. Đó. Thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị, con này cũng còn 12 triệu thôi. Dạ, 12 triệu. Đó, xe này, mấy dòng xe này là có vài xe thì có gắn thêm cho các bạn chị là kính chắn gió đó các bạn chị. Đó, giờ các bạn chị đi mua cái kiến này cũng khó lắm. Rồi, 12 triệu. Cái bên đây có con đi lăng nè. Rồi, đi lăng, con này là 150 phân khối nha các bạn chị nha. Đó, của Honda. Xe này ngày xưa ai sở hữu được nó thì cũng chắc là cũng khá giả lắm các bạn chị nha. Mà bây giờ nó lại ghẻ bèo thôi. Máy móc thì khỏi, các bạn chị khỏi chê rồi. Đó, êm, chạy mạnh dọn, chức năng đầy đủ và bao bền cho các bạn chị luôn. Thì con này cửa hàng giảm cho các bạn chị là chỉ còn có 11 triệu thôi nhé. Dạ, 11 triệu đồng, một chiếc đi lăng màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Cái bên này là có Attila Venus. Attila Venus. Con này thì cái đời cao nha các bạn chị, con này thì mặc cái đồng hồ của nó là mặc đồng hồ điện tử nha. Đây. Đó, mặc đồng hồ điện tử nha các bạn chị nha. Đó, còn chứ còn mấy cái đời thấp thấp là nó toàn xài bằng cơ không. Rồi, con này thì đáo sống, liền lạc không bể vỡ nha các bạn chị nha. Có chạy suốt nhẹ theo 5 tháng. Đó, chạy suốt nhẹ theo 5 tháng. Thì cửa hàng vẫn để cho các bạn chị là 12 triệu nha. Dạ, 12 triệu đồng. Mấy cái dòng AT mà đời thấp thì giá nó dưới 10 triệu, FP thì cũng dưới 10 triệu hết nha các bạn chị. Dạ. Nhưng mà cái dòng đời cao hơn, chất lượng hơn, máy móc êm hơn. Đó, thì giá nó trên lệch nhau một tí xíu thôi các bạn chị ơi. Rồi, đây mình có Attila Venus kế tiếp luôn nè anh. Dạ, đúng rồi, con này là nó màu trắng rồi các bạn chị ơi. Biển nó là 85 Phan Rang nha. Dạ, Ninh Thuận nha. Đó, con này là máy móc bao em, bao zin cho các bạn chị nè, chức năng đầy đủ nè. Đó, áo sống thì liền lạc không bể vỡ gì hết. Đó, mọi chức năng đều hoạt động tốt hết. Đó, con này cũng để đồng giá cho các bạn chị con Venus màu đỏ bên đây luôn là còn 12 triệu nha. Dạ, 12 triệu. Cái bên đây là Attila, này là Sunker. Rồi, Attila Sunker đó em để cho các bạn chị 5 triệu thôi. 5 triệu đồng. Đây là Sunker nha. Màu đỏ. Còn cái bên là FP à anh, hai con. Rồi, ở đây thì có một cặp Attila FP nè các bạn chị. Đó, Attila FP. Máy móc bao em chạy mền giọt màu sơn. Còn khá là đẹp luôn, chức năng đầy đủ. Đó, vỏ trước vỏ sau còn rất là ok luôn các bạn chị ơi. Rồi, con này một cặp này em để đồng giá cho các anh chị là 9 triệu một con nhé. Dạ, 9 triệu. Còn cái rồi, bên cái bên đó, đây Sunker thì em để cho anh chị nó đồng giá con Sunker hồi nãy luôn là 5 triệu nha. Dạ, 5 triệu. Đó, máy móc thì các bạn chị cũng cần phải lo sợ. Nó rất là êm luôn các bạn chị. Rồi, bên đây mình có con Inblut của hãng Suzuki nè anh. Rồi, Inblut tiếp nè các bạn chị ơi. Đó, con này thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn chị là còn có 10 triệu thôi. Dạ, 10 triệu. Đó. Qua bao nhiêu năm tháng thì áo sống liền lạc ha, không bể vỡ, có trầy xước nhẹ theo 5 tháng. Đó. Thì em vẫn để như vậy luôn, em không có dặm tút gì hết. Máy móc thì bao em chạy mạnh dọn nè, cô gáo sạch sẽ. Con này cửa hàng đang giảm cho các bạn chị là còn 10 triệu luôn nhá. 10 triệu, còn đây là có con Vision nè, đời đầu. Vision này con đời đầu, đời 21, 22 gì đây các bạn chị ơi. Đó, vỏ trước, vỏ sau còn rất là ok. Máy móc thì bao em chạy mạnh dọn ha. Đó, cái dòng Vision đời đầu này các bạn chị nào đã từng chạy nó rồi thì biết nó rất là bền luôn các bạn chị. Đó, về phần máy nó rất là bền ha. Đó, rồi con này cũng để cho các bạn chị là còn 11 triệu nhé. Rồi 11 triệu đồng. Giờ đây cũng là còn những cái dòng xe sáp như là Dream Thái, rồi Vespa, rồi Magma 50 nữa nè các bạn chị. Dạ. Đó, và các dòng xe đạp điện nữa nhé. Dòng đạp điện này cửa hàng em cũng đang giảm mạnh cho các bạn chị nè. Đó, như ba mẫu đạp điện này. Đó, nó cùng một kiểu mẫu nha các bạn anh chị nha. Nhưng mà nó chỉ có khác cái màu thôi, màu vàng. Màu rồi đỏ. Màu đỏ, màu hồng. Dạ. Đó. Mấy cái lít trước thì cửa hàng giảm cho các bạn anh chị là còn 5 triệu rưỡi. Nhưng mà hôm nay giảm thêm cho các bạn anh chị 500 nữa là chỉ còn có 5 triệu thôi. 5 triệu đồng. Nó xe mới hoàn toàn chưa qua sử dụng nha các bạn anh chị. Dạ. Kiểu dáng này là mini nhỏ gọn ha. Con này đó thì nó có thêm cho các bạn anh chị là một cái loa Bluetooth nha. Rồi 5 triệu. Còn con bên đây anh. Dạ, con bên đây thì lúc trước các bạn chị ở đây xem clip thì em giảm cho các bạn anh chị là còn 6 triệu 2. Đó thì hôm nay giảm cho các bạn anh chị nữa là còn có 5 triệu rưỡi thôi các bạn chị ơi. 5 triệu rưỡi. Xe điện nha. Đó, chị ơi, 5 triệu 8 các bạn chị ơi, em lộn nha. Hai mẫu này. Đó, hai mẫu này giảm xuống đồng giá cho các bạn anh chị là 5 triệu 8 ha.
Đó, lúc trước em giảm còn 6.2 triệu mà bây giờ em giảm thêm cho các bạn chị nó là chỉ còn có 5.8 triệu thôi. Hai con, hai mẫu này nha. Dạ. Rồi, cái bên đây là mẫu màu xanh nè, kiểu dáng là mini nhỏ gọn nè các bạn chị. Đó, lúc trước thì em giảm cho các bạn chị là còn 4.5 triệu. Đó, mà hôm nay em giảm thêm cho các bạn chị nữa là còn có 4 triệu thôi nha các bạn chị. Dạ, 4 triệu. Đó, xe mới hoàn toàn chưa qua sử dụng nha. Còn hai con bên đây anh. Rồi, hai cái mẫu mini này cũng giảm cho các bạn chị là 5 triệu luôn nha. 5 triệu đồng. Đó, đồng giá cho các bạn chị là 5 triệu luôn. Cái mẫu này thì mini nhỏ gọn. Xe này nào là mới hoàn toàn, chưa có bình bọng, chưa chạy, chưa sử dụng nha các bạn chị nha. Xe mới hoàn toàn. Dạ. Đó. Còn con bên đây anh. Rồi, con bên đây thì em đang giảm cho các bạn chị là còn 6 triệu nha. Đó, xe 6 triệu, chưa qua sử dụng luôn. Rồi, tiếp bên đây thì mẫu này cũng giảm cho các bạn chị là 5 triệu 8 nè. 5 triệu 8. Đó, 5 triệu 8 nha. Giờ mình xuống đây là có rồi, cái dòng này. Này bây giờ trên thị trường, đó, mấy cái mẫu đạp điện, dòng này bây giờ là rất đang hot luôn các bạn chị ơi. Đó, mà cửa hàng em thì rất là nhiều luôn, mà hôm nay thì bán hết rồi, chỉ còn có lại 3 màu thôi các bạn chị ơi. Màu hồng đậm, hồng nhạt, rồi màu vàng nha. Dạ. Đó, trên thị trường bây giờ nó toàn là mười mấy không các bạn chị. Mà hôm nay cửa hàng em giảm cho các bạn chị là chiếc màu hồng đậm này là chỉ còn có 9 triệu. 9 triệu. Dạ. Rồi, con màu hồng nhạt này giảm cho các bạn chị là còn 10 triệu nha. Dạ, 10 triệu. Đó, và con bên đây là 10 triệu luôn các bạn anh chị ơi. Các bạn chị đã theo dõi clip em thì các bạn chị sẽ biết là con này là lúc trước cửa hàng em giảm cho các bạn chị là còn 11 triệu. Hôm nay giảm thêm 1 triệu cho các bạn anh chị nữa ha. Dạ, còn 10 triệu đồng. Qua đây mình có con này là rim thái ha anh. Ở đây thì em có thêm một cặp rim thái. Qua bao nhiêu năm tháng thì máy móc vẫn êm, chạy mạnh giọt cho các bạn anh chị luôn. Đó, sạch sẽ, khô ráo, không xì nhớt. Màu sơn, màu xi. Từ cái nước sơn là người ta chủ trước người ta đã chạy, người ta có dọn sơ qua rồi nha các bạn anh chị nha. Dạ. Tại xe là cửa hàng em đang để là bụi bặm nó bám. Đó. Rồi con rim thái này để giá là bao nhiêu? Rồi anh? Hai con này em để đồng giá cho các bạn anh chị luôn là còn 19 triệu một con. 19 triệu đồng. Các bạn chị đã xem like lúc trước thì các bạn chị biết cửa hàng em giảm con này là còn 23 triệu đó các bạn chị. Đó, mà nhưng mà hôm nay em giảm em xả luôn là còn 19 triệu nha. Rồi, hai chiếc đồng giá là 19 hết. Thái. Nay mình có con Vespa nè. Rồi, Vespa này cửa hàng cũng đang giảm thêm cho các bạn 2 triệu nữa nè. Lúc trước là còn 23 triệu. Đó, giờ giảm thêm 2 triệu cho các bạn anh chị nữa là còn có 21 triệu thôi. Rồi, 21 triệu đồng. Vespa, máy móc là bao em cho các bạn anh chị luôn ha. Đó, xe này được trang bị thêm như cho mình là cái ba ga trước, ba ga sau. Rồi hai cái viền chống chạy xước nè các bạn chị. Đó, và cái mỏ dè cũng chống chạy xước luôn. Đó. Mà chỉ có 21 triệu anh chị. Đó, Vespa, mẫu đen tròn. 21 triệu đồng. Còn ở đây mình có một con gì em mô tô. Rồi con này là dòng Mazda 50 của Honda nhập Mỹ nè các bạn chị. Mazda. Đó, Mazda 50 nha, Honda nhập Mỹ. Xe này thì máy móc lên bao em cho các bạn chị luôn. 50 mà chạy rất là sướng nha các bạn chị. Chứ không phải là 50 mà chạy yếu giống như mấy đời xe đời giờ đâu. Đó, 50 chạy rất, máy móc chạy rất là êm và mạnh luôn. Đó. Con này của là Honda nhập Mỹ luôn, Mazda 50. Con này cửa hàng đang giảm cho các bạn chị là còn nó 55 củ nha. Dạ, 55 triệu thôi. Cũng cửa hàng em để đến 60 triệu lận các bạn chị. Ngoài ra mình có con Sáp cuối cùng nè. Rồi, Sáp này thì em mới về. Đó, để cho các bạn anh chị là 7 triệu nha. Dạ, 7 triệu. Áo sống liền lạc luôn các bạn chị. Có nhưng... chạy suốt nhẹ thôi 5 tháng. Máy móc thì bao em. Dạ. Đó, để các bạn chị là 7 triệu, xe bên sân cơ nha. Rồi, ở ngoài thì cũng có thêm một con Long Vias. Long Vias của Yamaha. Long Vias này máy móc là bao em cho các bạn chị ha. Chức năng đầy đủ luôn. Đó, áo sống liền lạc. Xe này thì em cũng đang để mà chạy tới chạy lui rồi đi cà phê cà pháo đó các bạn chị. Chứ còn em đi ăn nhậu nữa em lấy xe khác nha. Dạ. Rồi, con này thì cửa hàng cũng đang giảm cho các bạn anh chị luôn là còn 8 triệu nha. Dạ, 8 triệu đồng. Dạ, Long Vias. Xe này 125 con khối, chạy rất là mạnh và giọt luôn các bạn chị ơi. Dạ. Chạy êm và sướng lắm. Rồi, xe hôm nay em và anh Chiến nó cũng cập nhật hết rồi. Thì trước khi kết video nhờ anh Chiến nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mình lần nữa ha. Dạ. Em cũng mới vừa giới thiệu hết tất cả cái dòng xe đập như đập điện và xe máy, tất cả các dòng xe tại cửa hàng em rồi, và cũng đã giảm giá mạnh cho các bạn chị để mà lựa chọn một con xe tích hợp về mình đi làm. Đó, thì các bạn chị xem video cũng mong các bạn chị ủng hộ cửa hàng em nha. Đó, địa chỉ cửa hàng em là số 14 đường Thủ Cô Hưng, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn anh chị. Đó, và cửa hàng em vẫn mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cho các bạn anh chị luôn. Đó,
Rồi thì các bạn có thắc mắc gì nữa cứ liên hệ với số điện thoại trên màn hình để cửa hàng quay chi tiết rõ hơn nha. Giờ đây chắc hai anh em kết thúc video ha anh. Dạ, rồi em thì kết thúc video thì em cũng xin chúc cho tất cả các bạn chỉ có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả ha. Dạ. Rồi giờ em và anh Chiến xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo nha.